Chào các bác nhá. Chào các bác đến với lại kênh YouTube của shop Tân Ánh Ngọc Ánh nha. Hôm nay tôi làm một cái clip nhỏ để cho các bác nắm được một số về cái loa điều khiển từ xa. Mẫu loa rèn gì, mẫu loa rẻ tiền. Nên một số các bác là cũng chưa nắm được là có những mẫu loa nào, và nhiều khi gọi tới là shop tư vấn cũng rất là vất vả. Thì tôi làm cái clip ngắn này để các bác phân biệt được cái mẫu loa rèn gì, mẫu loa giá rẻ nhé. Thì bây giờ hiện giờ trên thị trường ấy, đối với cái mẫu loa mà 898 ấy thì đang có 3 mẫu. Tôi giới thiệu với các bác về cái mẫu đầu tiên. Thì đó là cái mẫu này gọi là mẫu ZI898, mẫu ZI898. Mẫu này ấy là nó dùng pin 3,7V, có nghĩa là pin nhỏ như này. Pin 3,7V thì nó sẽ dùng nguồn sạc cả 5V, nguồn sạc cả 5V nhé. Thì cái đây là cái bên mạch của nó. Bên mạch thì cũng như cả clip trước tôi đã chia sẻ ấy. Thì đối với cái dòng 5V này ấy, main nó còn nửa main luôn đấy. Nó dòng nửa main này bị cắt rất là nhiều linh kiện đi. Và cái con IC công suất ấy thì nó cũng là con IC công suất nhỏ. IC công suất nhỏ này. Đấy, công suất nó rất là kém. Đấy, đây là một cái mẫu mẫu loa ZI898, mặt trên là mặt đen. Thì với mẫu này là mẫu rẻ tiền, mẫu này chỉ có 380 thôi. Tiếp theo là cái mẫu ZI898. Đây cũng là ZI898 các bác nhé. Nhưng mà nó cái mẫu này là cái mẫu dùng pin 7,4V, có nghĩa là hai quả ghép lại thành một. Hai quả ghép lại thành một 7,4V như này. Và nó sẽ dùng nguồn sạc là 10V các bác nhé. Dùng nguồn sạc là 10V. Thì cái main mạch của nó thì nó là main nó được khá hơn. Đây. Nhưng mà nó cũng là thuộc cái diện main bị cắt IC công suất to, chỉ còn IC công suất nhỏ thôi. Nói chung là chỉ còn IC nhỏ thôi, không còn con IC công suất to nữa nhé. Đấy, các bác quan sát này, không còn được rất to. Đấy. Thì hai cái mẫu này là giới thiệu cho các bác để các bác tham khảo, các bác nắm được rằng là hai cái mẫu ZI, loa là ZI loa điều khiển từ xa ấy, nó sẽ có hai mẫu, mẫu điện sạc 5V và mẫu điện sạc 10V. Đấy, thì các bác đã xem được cả cái bên mạch của nó rồi nhé. Và cái đặc điểm của nó là cái mẫu này thì là tay điều khiển của nó sẽ là tay điều khiển nút xanh, tay điều khiển nút xanh nhé. Thì tiếp theo ấy thì giới thiệu cho các bác hai cái mẫu này là hai mẫu rẻ tiền nhé, mẫu 308 và mẫu 400. Thì tiếp theo là cái mẫu loa ok nhất, ổn định nhất mà shop đang kinh doanh, đó là cái mẫu loa VKS 898 2019, cái mẫu loa mới nhất nhé. Thì đối với cái mẫu loa này là phiên bản mới nhất, thế còn phiên bản 2018 thì cái hiệu của nó sẽ là VKE, nhưng mà sang đến 2019 này thì là hiệu của nó sẽ là VKS. Thì các bác lưu ý này, shop chỉ kinh doanh cái mẫu loa này thôi, chỉ kinh doanh mẫu loa này thôi. Còn hai mẫu này là chỉ giới thiệu cho các bác, tại vì hai mẫu này nó là hàng rẻ tiền, độ ổn định nó không cao, lỗi lầm nó rất là nhiều, và cái IC nhỏ. Đây tôi cho các bác xem cái mạch này, cái bên mạch của loa này. Thì cái loa này cũng sẽ dùng pin 7,4V và dung lượng của nó là 1800mAh, 7,4V. Thì đối với cái dòng loa này ấy, là dòng loa duy nhất trên cái bên mạch còn giữ được cái con IC, có nghĩa là nó còn có con IC là con IC to các bác nhé. Con IC to là cái con IC đây này, con IC công suất này là con IC to này. Con IC to này nó sẽ đủ công suất để nó kéo cái check độ cho các bác nhé, con IC to này nhé. Đấy. Thì chỉ có mẫu loa này là mẫu loa duy nhất còn con IC to, đấy, IC công suất lớn. Thế còn những hai cái mẫu kia ấy là toàn bộ IC công suất nhỏ. Các bác mà đem đi độ check xẻ này, kéo check xẻ độ này ấy, thì hầu như là không kéo được, mà nó rất là tậm tẹt. Thì qua quá trình trải nghiệm dùng thử và đã bán thử thì cái độ ổn định của cái loa VKS này thì nó là đạt độ ổn định cao nhất. Tôi nói độ ổn định cao nhất ở đây thì không phải là không có lỗi, cũng có một số các bác mua phải những cái loa mà bị lỗi thì shop đã có chế độ bảo hành chu đáo cho các bác nhé, bảo hành chu đáo cho các bác. Thì đối với dòng loa này, thì là nó mặt trên là màu trắng này, và nó sẽ tay điều khiển dùng của nó là tay điều khiển nút bấm màu trắng, tay điều khiển cao cấp hơn, đắt tiền hơn. Đấy. Thì cái này là cái phiên bản mới nhất để cho các bác chơi. Lưu ý các bác gọi điện tới mua loa 898 là shop sẽ báo giá là các bác là loa 898 này là mẫu VKS 2019 nhé. Thì giá của nó sẽ là 450. Thì các bác
mua nồng xem kỹ clip của tôi là cái mẫu này là tôi bán báo 450 này. Thế không phải là hai cái mẫu rẻ tiền đâu. Hai mẫu rẻ tiền kia thì các bác ấy bảo là sao có nơi bán có 380 có 400 thì giải thích với các bác mẫu 380 400 là hai cái mẫu dòng ZI. Dòng ZI độ ổn định nó không cao. Shop bán bảo hành rất là mệt mỏi, shop không nhắm kinh doanh nữa rồi, sợ rồi. Giờ chỉ có làm cái mẫu này độ ổn định nó cao hơn. Độ ổn định nó cao hơn chứ không phải là không có lỗi. Cũng có lỗi. Đấy, các bác phải thông cảm như vậy nhé. Đây là đồ điện tử. Và các bác hiểu và thông cảm cho shop. Đây là đồ điện tử là do công ty sản xuất. Công ty này là công ty ở bên Trung Quốc sản xuất và kho nhập về. Thì shop là chỉ làm nhiệm vụ là kinh doanh, cung cấp lại cho các bác, phục vụ nhu cầu của các bác thôi. Thế còn có cái lỗi lầm gì do nhà sản xuất thì shop sẽ liên hệ với lại bên kho, bên xưởng để bảo hành cho các bác. Chứ bản thân shop không sản xuất ra loa này nhé. Và nó là đồ điện tử thì mang tính chất hên xui. Shop chỉ kiểm tra kỹ nữa cho các bác, test kỹ cho các bác trước khi gửi. Chứ còn không có ai bảo là tất cả các bác hay là shop hay là các shop khác nhìn cái loa này biết đâu là cái loa bền, đâu là cái loa không bền. Nếu mà biết như vậy thì shop sẽ lựa nhập toàn những cái loa bền thôi. Và chỉ những cái loa bền, loa không lỗi mới bán lại các bác thôi. Thế nên là các bác là mà phải thông cảm mấy shop là mình nhìn mắt thường mình không thể biết được cái loa nào là loa bền hơn loa nào. Và loa nào nó sẽ có lỗi, loa nào nó không có lỗi. Thế còn trong cái trường hợp, trong cái quá trình mà test hàng trước khi gửi, có những lỗi nào dù là nhỏ nhất, shop đã phải bỏ ra ngoài luôn, bỏ ra trước luôn rồi, để đi đổi cho kho rồi. Cho nó đỡ mất công, không ai dạy gì mà mất công gửi đi rồi tốn tiền cước rồi trả về. Nó mất nhiều thời gian, nó tốn kém nhé. Đấy các bác là hết sức thông cảm và hiểu cho shop ở cái vấn đề là shop luôn luôn muốn cung cấp cho các bác nhận được tay mình nó là cái sản phẩm tốt nhất. Đấy, sản phẩm tốt nhất, sản phẩm ok nhất. Nhưng mà nhiều khi nó có những cái lỗi khách quan nó xảy ra thì các bác thông cảm là shop sẽ bảo hành chu đáo cho các bác theo cái chế độ bảo hành nhé, theo chế độ bảo hành hiện tại. Thì bây giờ các bác lưu ý với shop là các bác gọi điện đến shop hỏi mẫu loa 898, mẫu loa giá rẻ, mẫu loa màu diện gì thì shop đã báo với các bác là cái mẫu loa báo giá cho các bác là mẫu loa mới nhất, độ ổn định cao nhất, IC công suất lớn để phù hợp cho các bác độ check để đánh chim sẻ, công suất lớn nó kéo rất là ok nhé, kéo rất là ok. Thì tiện đây cũng chia sẻ thêm với các bác là một số các bác cũng rất là vẫn còn thần tượng và thích cái mẫu loa E76 này. Đấy, các bác thích nó nhỏ gọn. Đấy, nhưng mà cũng chia sẻ đối với các bác mà đặc biệt đối với mẫu loa E76 này thì là shop sẽ không kinh doanh, không làm, không đụng tới một tí nào. Tại vì đầu mùa, cuối mùa năm ngoái thôi, nhập một lô hàng về mà nói chung là chất lượng nó kém cực kỳ luôn. Ba mấy thùng 30 cái, lỗi tới mười mấy cái, bảo hành mệt mỏi luôn, bảo hành đắm đuối luôn. Thì shop không làm được cái mặt hàng này các bác nhé. Cái này các bác mà chỉ thích được yếu tố nhỏ gọn. Nhưng mà thưa các bác nó nhỏ gọn hơn cái này không có bao nhiêu cả. Nhá, không bao nhiêu cả, nhưng mà chất lượng nó lại rất là kém. Và cho các bác xem luôn cái main mạch ở trong của nó này. Đấy. Cái main trong của nó thì không còn phải cái dòng E76 như đời đầu ở đâu. E76 đời đầu ấy thì nó có cái con IC công suất, nó có IC công suất to. Nhưng đối với dòng này là dòng cải tiến rồi, dòng đời mới rồi. Nó bị cắt bỏ rất là nhiều linh kiện. IC công suất cũng chỉ là IC công suất nhỏ thôi, không đủ cái công suất để nó kéo cái chế độ cho các bác đâu. Không kéo được chế độ cho các bác đâu nhé. Và thứ hai nữa là cái khoang này diện tích nó rất là nhỏ. Các bác có độ thì chỉ độ được một cái chéc này vào thôi, một cái chéc này cắt phéo đi cho vào thôi. Chứ còn các bác không thể độ được cái chéc thành anh vào trong này nữa. Hai cái kết hợp này thì chỉ một cái nằm trong, một cái nằm ngoài thôi nhé. Thì đối với nó E76 này là nó rất là khó làm. Và thứ hai nữa là độ ổn định nó không cao, nó cực kỳ dễ lỗi luôn. Đối với cái mên này các bác nhiều khi đánh rơi một cái thôi, đánh rơi một cái thôi là nó xong rồi, đứt mên ngầm rồi, là nó không hoạt động được rồi nhé. Đấy, thì cái này là shop đã trải nghiệm rồi, đã kinh nghiệm rồi. Thì chia sẻ với các bác luôn là bên shop sẽ không kinh doanh cái hàng E76 này. Không kinh doanh hàng E76 này. Và chỉ cung cấp cho các bác cái hàng nào mà ok nhất, gọi là ổn định nhất hiện nay. Đó là cái mẫu là VKS 898-2019, điện sạc 10V, công suất IC công suất này IC công suất to, IC lớn đấy, và tay điều khiển đây là nút trắng nhé.
đấy, thì để các bác nắm được. Rồi xin cảm ơn các bác, còn các bác nào mà cần tư vấn hỗ trợ thêm thì các bác cứ comment số điện thoại ở bên dưới nhé, shop sẽ hỗ trợ cho các bác hết cỡ. Thì rồi cảm ơn các bác đã theo dõi nha. Các bác mua loa rẻ gì, loa 898 giá rẻ thì luôn luôn là cái shop cung cấp cho các bác cái mẫu ổn định nhất, đó là mẫu VKS nhá. Còn ngoài ra cái mẫu ZI898 là shop sẽ không kinh doanh nữa, và đặc biệt là cái mẫu E76 nhá. Rồi xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những clip sau nhá. Một số các bác nào mà mới truy cập kênh thì vui lòng bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh nhé, ủng hộ kênh cho shop sẽ nhận và các bác bấm vào nút thông báo luôn để các bác sẽ nhận được những cái video mới mà shop đã đăng tải. Rồi xin cảm ơn các bác nhé, hẹn gặp lại các bác trong clip sau nhé.